Hoái và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2015 với một số tin tức đáng chú ý. Một cựu tù chính trị người sắc tộc Gia Rai bị công an bắt vì đi thăm bạn tù ở Hà Nội và Hải Phòng. Việt Nam sẽ bỏ visa cho 5 nước EU gồm Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Kính thưa quý khán thính giả, một cựu tù chính trị người sắc tộc Gia Rai ở Tây Nguyên bị cơ quan chức năng bắt giữ hơn một tuần qua. Lý do được những người cùng địa phương cho biết vì cách đây mấy tháng đã đi thăm một số cựu tù chính trị người Việt từng quen biết nhau trong tù ở dưới miền xuôi. Người bị bắt có tên là A Lư, ở tại thôn Pleirabai, xã La Pia, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Công an địa phương đang giam giữ ông theo như lời của một người sắc tộc Gia Rai khác cho biết vào ngày 18 tháng 6 như sau. Thì tạm giữ hơn chục ngày nay rồi, mấy ngày nay rồi. Gia đình đi gặp thì vẫn không gặp được. Trong nghe bạn bè trong đó nói thì bây giờ thì ông Lư thì già rồi và bị cán bộ trong đó tra tấn thì bây giờ đi đứng không được rồi. Bị bắt do trước là ông đi thăm bạn ông ở Hải Phòng, ở Hà Nội đó. Tiếp tục bản tin tối nay, thưa quý vị, theo hãng tin AFP, chính phủ Việt Nam chính thức cho biết sẽ bỏ visa kể từ ngày 1 tháng 7 cho 5 nước EU gồm Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Quyết định này được cho rằng nhằm thu hút thêm khách du lịch đến Việt Nam trong thời gian tới. Theo tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, con số du khách ngoại quốc đã giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tuần trước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra 6 điều mà ông gọi là nỗi sợ hãi của khách nước ngoài khi du lịch tại Việt Nam, trong đó có nạn móc túi, chèo kéo du khách, cũng như những người bán hàng rong không mang bao tay khi chuẩn bị thức ăn đã làm cho du khách không muốn quay trở lại Việt Nam. Trước đây, Việt Nam đã miễn thị thực visa cho các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, cũng như tất cả công dân trong 9 nước thành viên khối ASEAN. Điểm đặc biệt là Hoa Kỳ là nước có khách du lịch vào Việt Nam đông nhất, với hơn 3 triệu người Mỹ gốc Việt vẫn không được miễn visa. Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị, theo tin từ AP cho biết, chiều ngày hôm qua, bọn hải tặc cướp tàu chở dầu MT Okim Harmony quốc tịch Malaysia đã bỏ chạy khi hải quân nước này truy lùng. Bọn hải tặc gồm 8 người đi chung trên một chiếc cano, trang bị súng ngắn và mã tấu. Sau đó đã bị cảnh sát biển Việt Nam bắt khi tiến vào gần đảo Thổ Chu và khai là tàu bị đắm. Chưa có thêm thông tin gì về quốc tịch của 8 người này. Tàu MT Okim Harmony chở 6.000 tấn xăng và 22 thủy thủ khởi hành từ Malacca tới cảng Kuantan đã mất tích khi đang ở ngoài khơi Johor thuộc Malaysia vào ngày 11 tháng 6. Sau đó, Hải quân Malaysia xác định con tàu bị 8 người có dao và súng tấn công. Khi lên tàu chở dầu, nhóm người này đã bắn bị thương một người và đánh bị thương 11 người khác. Một ngày sau khi Thái Lan tuyên bố phát hiện một bệnh nhân mới lây nhiễm bệnh MERS, Hàn Quốc cho biết tình trạng bệnh MERS của nước này đã chững lại. Hàn Quốc là nơi nhiễm mầm bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp trung đông rất cao bên ngoài Ả Rập Saudi, đã giết chết 24 người kể từ khi căn bệnh lạ này bùng phát vào đầu tháng 5 vừa qua, khi một thương gia người Hàn du lịch từ Ả Rập Saudi về nước và nhiễm bệnh. Nạn nhân tại Thái Lan bị bệnh này tấn công hôm qua là một thương gia đến từ Oman, không dính dáng gì tới Hàn Quốc, đã làm cho giới chức y tế lo ngại vì khả năng lây nhiễm của bệnh đã ra khỏi phạm vi mà thế giới biết đến. Và cuối cùng, thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc hôm nay lên tiếng đã kích các nhà lập pháp ủng hộ đảng Dân Chủ đối lập Hồng Kông sau khi cơ quan lập pháp thuộc Trung tâm Tài chính Chính phủ bỏ phiếu cho kế hoạch cải cách chính trị của Bắc Kinh. Theo hãng thông tấn Reuters, các cơ quan lập pháp trong khu vực của Bắc Kinh bác bỏ lời đề nghị thông qua dự luật cải cách chính trị từ phía Trung Quốc, có thể xem như sự phủ quyết của Hồng Kông là một thất bại và đồng thời cũng gây bối rối cho đảng Cộng sản cầm quyền. Tờ báo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay có đăng tải bài cáo buộc việc làm của các đảng ủng hộ dân chủ là ích kỷ và không quan tâm đến ý kiến công chúng trong việc từ chối đề nghị cải cách bầu cử của chính phủ. Bên cạnh đó, đảng Dân Chủ đối lập Hồng Kông lên tiếng chế giễu rằng kế hoạch cải cách chính trị của Bắc Kinh chẳng khác nào nền dân chủ giả mạo. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị từng lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Hoài và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.